anh em nào mà có nhà có mấy con bạn mà không có chức năng tarot thì có thể xem cái video này để về mình độ cái mấy con mình có thêm chức năng tarot, thiết bị mình cần có thêm một cái cỡ này, còn một cái chân đạp này. Chân đạp này là để mình đạp đến đảo chiều. Rồi mình rồi test thử cho mấy anh em coi này. Xuống đủ chiều sâu mình sẽ đạp cái chân đạp này. Rồi, đạp này đó, đạp giữ luôn này, đảo chiều quay lên đó, đảo chiều quay lên này đó. Rồi xong đó, cái chân đạp là nó sẽ có ba sợi dây đây. Chân đạp có ba sợi dây này, có hai tiếp điểm, một tiếp điểm thường đóng và một tiếp điểm thường hở. Điểm thường đóng thì ta sẽ nối tiếp với cái cuộn coi của cái khởi một, nối tiếp với cuộn coi khởi một. Còn tiếp điểm thường hở thì ta sẽ đấu vô cái coi của cái khởi hai này. Khi mà ta đạp ấy, thì khi mà nó chạy bình thường ấy, thì chạy cùng chiều thuận chiều, hay đi chạy nghịch ấy, thì nó sẽ thì đạp đó là nó sẽ hết cái khởi này và nhả khởi này ra, thì nó sẽ đảo chiều. Thì ba sợi dây mà ba pha thì ta chúng sẽ đảo dây của motor ba pha là được. Rồi đó, bật rồi chạy, mình đạp cái chân đạp này đảo chiều đó, bật lại cái khởi này hết này đó, đạp cái là khởi này hết, nhả là đó, hoặc là cái khởi này hết, đạp cái khởi này hết là đảo chiều. Ok anh em ha, anh em nào mà độ được thì độ, nếu mà thấy ấy thì có khu vực Bình Dương ấy thì anh em cứ liên hệ mình hỗ trợ nha, này cũng dễ mà. Rồi chào anh em ha.